Em Thảo xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng cùng các bạn đang xem video ngày hôm nay. Thì hôm nay đứng bên cạnh em Thảo đây, hình như mọi người thấy là có một chiếc xe này là chiếc xe WeGo. Thì qua một thời gian vừa rồi, có một số anh chị khách hàng có hỏi em Thảo là WeGo thì có sự thay đổi gì mới hay không. Thì em cũng xin chia sẻ với mọi người rằng là vừa rồi thì Toyota Việt Nam cũng có dừng lại một quãng thời gian để chuyển đổi sang một phiên bản WeGo mới, thay đổi hơn để biết lắng nghe người tiêu dùng của Việt Nam hơn. Và đây là sản phẩm mới ra mắt của Toyota Việt Nam, cũng vẫn là nhập khẩu tại thị trường bên Indo. Và em Thảo sẽ giới thiệu cho mọi người sẽ thấy những cái điểm thay đổi mới của phiên bản 2020 này so với phiên bản 2019. Đầu tiên thì về kích thước tổng thể thì hiện tại bây giờ WeGo vẫn cho với chiều dài tổng thể là 3m66, chiều rộng tổng thể là 1m6 và chiều cao tổng thể là 1m52. Về kích thước thì chưa có sự thay đổi gì nhiều, vẫn giữ nguyên so với 2019. Điểm thay đổi lớn nhất là anh chị sẽ thấy cụm đèn và toàn bộ cái mặt ca lăng đằng trước sẽ sử dụng, ở đây là vẫn là mặt ca lăng, thì là mình vẫn sử dụng là ca lăng hình này là hình thang. Nhưng cái lưới tản nhiệt, như ở đây là em đang cầm quyển catalog của bản cũ, thì cái lưới tản nhiệt ở đây, trước đây nó sẽ là những cái giải hình thang thẳng. Hiện tại bây giờ thì sẽ sử dụng toàn bộ là hình thang có cái đường zig zag lên xuống, tạo cái cảm giác là cái phần này nó được mở rộng hơn, cảm giác khỏe hơn. Cùng với đó là cái phần cụm đèn. Thì cụm đèn đây thì như anh chị sẽ thấy là cũng có sự thay đổi nhá. Nhìn kỹ thì mình sẽ thấy tất cả những cái chóa ở bên trong cái cụm đèn này. Thì hiện tại trước đây cái bản 2019 là mình sẽ sử dụng chóa là màu khói, nhưng năm nay 2020 là sẽ sử dụng toàn bộ chóa là màu đen hết. Thì sẽ nhìn từ xa mình nhìn vào cảm giác cái đèn nó sẽ được sâu hơn. Kết hợp với ở đây là có một cái giải đèn, đèn sử dụng đèn định vị bằng LED ở đây cho phiên bản 2020. 19 là hiện tại mình sẽ chưa có. Nối liền từ hai cụm đèn thì là cái giải để liền mạch ở đây. Thì trước đây là bản 2019 thì sẽ sử dụng là cái đường nối liền là màu mạ chrome, nhưng hiện tại 2020 là sử dụng toàn bộ là mình sơn đen hết. Và cái điểm nhìn rõ thay đổi hơn là cái phần, như anh chị thấy là cái phần này là phần đèn sương mù phía trước. Đèn sương mù trước đây là cái giải đèn này nó cũng sẽ có là lượn giải xuống như này. Năm nay sẽ làm rộng với hình góc cạnh như này, mở rộng hơn, nhìn cái xe nó sẽ khỏe hơn. Cái đèn này cảm giác trông nó cứng cáp và nó thể thao hơn, thì làm cho cái đầu xe cảm giác là sẽ vừa trẻ trung, hiện đại mà rất là khỏe khoắn. Hiện tại em Thảo đang đứng ở cái phần sườn xe của Toyota WeGo 2020. Một điểm nổi bật nữa ở đây là cái vành ở đây thì đã được thay đổi. Như vành trước đây là anh chị thấy là vành thì mình vẫn sử dụng là vành mâm đúc hợp kim, mâm cho vành mâm sen là 14 inch. Nhưng hiện tại năm nay là sẽ có cái điểm thay đổi đi một chút, nhìn nó cũng sẽ khác hơn so với bản cũ. Bản cũ thì nhìn cái màu nó sáng hơn một tí. Bản này mình sẽ có những cái điểm vân đen ở đây, nó sẽ khác đi một tí ạ. Và mâm xe thì phanh xe thì vẫn sử dụng là phanh đĩa cho bánh trước và phía sau là tăng trống. Đèn ở đây gương thì là hiện tại sử dụng năm nay là sẽ có là gương. Trước đây là chỉ có bản 2019 là mình chỉ có chỉnh điện thôi, tức là chỉnh điện chứ mình không có gập điện. Năm nay thì đã sẽ có gập điện ở trong này, gập điện và chỉnh điện kết hợp vào cái bản gương 2020, xi nhan tích hợp trên gương. Nhiên liệu của bản Toyota WeGo này là hiện tại đang đứng đây là bản tự động, thì anh chị có thể thấy là mức tiêu hao nhiên liệu cho cái xe với động cơ là 1.2 này thì sẽ sử dụng là đường kết hợp là khoảng 5,4 lít, đường trong đô thị là khoảng 6,9 lít và đường ngoài đô thị là 4,5 lít. Thì theo như mà cái mức đo của trên Toyota Việt Nam có sự đo và so sánh cùng các cái phân khúc khác, thì hiện tại WeGo đang là mẫu xe mà cho mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm nhất trong tất cả các cái dòng cùng phân khúc đối với WeGo. Thì đi theo ở dưới đây anh chị có thể thêm đó là cánh hướng gió. Cái điểm đẹp nhất của chiếc WeGo này có thể nói là cánh hướng gió vẫn giữ được nguyên từ 2010 từ bản cũ đến nay. Cái màu đỏ này quả thật là quá là đẹp, khi mà một chị em phụ nữ như em Thảo mà đi thì không còn gì phải chê nữa, bởi vì nó rất là trẻ trung, khỏe khoắn. Ở đây cốp sau thì hiện tại vẫn là sử dụng chìa, đây là chìa thông minh, thì anh chị có thể mở cái chìa này ra và mở cốp ở đây, hoặc là anh chị mở cốp từ phía trên ghế người lái kia cũng được, thì em Thảo sẽ thao tác cho anh chị thấy.
Điểm đặc biệt năm nay là anh chị có thể thấy rằng là một cái thiết kế rất là tinh tế của TOTA để vào đây, đó là cái mắt đèn cái là cam lùi. Bởi vì là bản cũ thì đã có đầu DVD rồi nhưng hiện tại chưa có cam lùi. Năm nay các anh chị bên nhà thiết kế cho nó vào trong này luôn, giấu dưới cái biểu tượng TOTA, nhìn nó vừa đẹp vừa giấu đi chứ không bị lồi ra như các cái xe mà 2019 là mình phải nắp thì nó sẽ lồi hẳn ra ngoài này và nhìn trông rất là trơ với một cái mắt đen ở đây. Năm nay giấu ở đây thì rất là đẹp này. Kèm vào đó là anh chị sẽ thấy cái phần cụm đèn phía sau, như cái bản 2019 ấy thì cụm đèn phía sau cũng đẹp rồi, nhưng 2020 thì anh chị thấy là cái phần thiết kế những cái đường, tức là cảm thấy sắp xếp rất là hợp lý ấy. Ở phía trong này màu đen ra tạo được đây, tức là nhìn cụm đèn nó sẽ đẹp hơn và khỏe khoắn hơn. Năm nay bản 2020 thì nội thất anh chị có thể thấy là vẫn sử dụng là nội thất ghế nỉ. Tuy nhiên thì nỉ năm nay thì sẽ là nỉ cao cấp hơn so với nỉ 2019. Độ mềm của nỉ nó sẽ tốt hơn, cảm giác mình ngồi vào mình không cảm thấy nó bị khó chịu như các cái nỉ thông thường. Đấy, thì em sẽ ngồi vào cho anh chị thấy cái phần đằng sau. Wego vẫn là mẫu xe mà mọi người nói rằng là rộng rãi nhất trong tất cả các cái xe mà cùng phân khúc. Thì khi mà anh chị ngồi vào ấy, nếu như mà bảo là xe 5 chỗ mà em Thảo ngồi đây là cái phần anh chị thấy cái phần đầu gối này, từ phần đầu gối là hiện tại đến đây rất là rộng này, đây là cảm giác ngồi rất là thích này. Cộng vào đó là cái phần ngả cũng sẽ rất là thoải mái, trần xe cao đấy. Chứ nếu như mình ngồi vào một chiếc xe mà nó chật ấy thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ bí và nó hay bị say xe. Nhưng Wego là một chiếc xe cực kỳ rộng, nếu mà ngồi hàng ghế sau này có thể ngồi khoảng 4 người như Thảo rất là thoải mái luôn, chứ không phải 3 người. Em sẽ lên hàng ghế, tức là cái ghế nỉ này thì cảm giác ngồi nó đã thích rồi, chứ không phải nói là đúng là nỉ cao cấp nó sẽ khác nỉ thường thật sự anh ạ. Anh chị sẽ thấy rằng là khi ở đây, đây là có nút mở cốp và nút mở xăng ở đây. Đây là kéo nắp capo. Điểm thay đổi lớn nhất của Wego 2020 năm nay là mình đã có chìa khóa thông minh. Và chìa khóa thông minh này đặc biệt là dành cho cả hai bản, chứ không phải dành riêng cho một bản. Với các mẫu xe khác thì TOTA thường là sẽ phân chia từng phân khúc một, ví dụ như là bản đủ và bản thiếu. Tuy nhiên thì bản 2020 của Wego là kể cả số sàn lẫn số tự động là mình đều được sử dụng là chìa khóa thông minh. Đấy, nút đè ở bên này. Các xe khác thì là đè hay đè ở bên tay phải, nhưng bản này mình đè bên tay trái. Kết hợp vào đó là đây là các cái phần chỉnh gương, có thể chỉnh mặt gương bên trái bên phải, nút tích hợp mình gập gương ở đây. Trên vô lăng thì sử dụng là vô lăng 3 chấu, cộng với vào đó là các cái nút điều chỉnh âm thanh, tăng giảm âm lượng đều có ở đây. Thiết kế của đầu DVD như anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái giao diện mới hơn so với bản đầu DVD của bản cũ. Thì ở đây cái điểm nổi bật nhất đó là hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa như bản 2019 là anh chị sẽ sử dụng vào điều hòa chỉnh cơ. Đấy thì là sẽ không thể hiển thị những cái thông số đây để mình biết được. Đấy, bây giờ năm nay thì 2020 đã sử dụng toàn bộ là những cái thông số ở đây. Ví dụ như anh chị muốn tăng gió to hay gió nhỏ là mình có thể nhìn đây là mình biết, chứ không còn phải mò những cái chỉnh cơ nữa. Cộng vào đó là có thêm ở đây cái ví dụ như là sấy kính trước, sấy kính sau và lấy gió trong, hoặc là điều khiển nhiệt độ tăng giảm cũng thể hiện là mức ở đây. Và cái biểu tượng về gió của gió người thẳng mặt hoặc là gió thẳng chân. Ở đây điểm mới nhất thì có thể nói đến là cái mắc cun này, mọi người có thể nhìn thấy. Thì anh chị có biết rằng là bình thường ấy, cái hệ thống điều hòa đã là nổi tiếng trong cùng phân khúc các cái dòng xe khác là làm mát nhanh, lạnh sâu. Thì năm nay cái bản này là TOTA Wego đã được thêm một cái mắc cun nữa, tức là với cái thời tiết ở Việt Nam mình ngày càng khắc nghiệt hơn, nắng hơn, nóng hơn. Thì khi mà mình vào xe ấy, anh chị chỉ cần đặt mắc cun này lên, lúc đó là hệ thống điều hòa của đấy anh chị thấy gió rất là mạnh không, tức là hệ thống điều hòa sẽ tự động lấy gió mạnh và làm mát nhanh hơn. Khi đó thì anh chị sẽ cảm thấy rằng là sẽ giảm thiểu được cái quá trình ví dụ như là thời tiết nóng bức ấy, mình ngồi vào xe mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Khi mà nhiệt độ nó đã đủ rồi thì là cái mắc cun này nó sẽ hết và anh chị có thể giảm tắt đi thì mình sẽ sử dụng các hệ thống điều hòa bình thường ở đây, giảm nhiệt độ hay là tăng nhiệt độ theo nhu cầu của mình. Hộp số thì vẫn giống như 2019, chưa có gì thay đổi.